Khương xin chào khách hàng ở khóm 1, phường 1, Sa Đéc, Đồng Tháp ha. Có đặt Khương bộ hát H9, hát clip. Và đây là cái cách ghim cho khách. Về khách ghim chỉ có 3 lỗ, một lỗ mic. Chữ phone thì chúng ta cắm cái tai nghe điện thoại của khách hoặc là cái tai nghe Khương tặng kèm cái tai nghe kiểm âm bự nhé. Đây là cái dây clip 3 màu Khương tặng kèm theo luôn. Còn trong sản phẩm nó có dây clip này đây. Chúng ta về chúng ta thấy dư chúng ta không thắc mắc nha. Đây là dây clip của sản phẩm H9 này Khương tặng kèm theo dây clip 3 màu cho khách. Và đây là một dây lấy nhạc cho khách nữa. Nhưng mà Khương hát bờ Bluetooth rồi thì không cần dây lấy nhạc luôn nha khách nha. Nó sẽ dư ra 2 cộng cho khách luôn. Đây là cổng cáp sạc cho H9. Và tiếp theo Khương kết nối khi khách về nhà. Khách bật Bluetooth lên. Bật Bluetooth lên chúng ta thấy chữ H9 chúng ta ấn vào nha. Nhớ là bật Bluetooth lên. Rồi chúng ta tăng âm lượng nhạc lên là chúng ta hát. Giờ Khương sẽ test luôn. Test một đoạn luôn cho khách luôn. Âm thanh cho khách luôn ha. Rồi Khương sẽ ghim dây clip vào. Rồi. Khách mỗi lần hát livestream thì phải nhớ găm cái cọng dây clip này vào nha. Nhớ lúc nào hát livestream phải găm cái cọng dây nào, dây này vào nè, đầu màu đen nè, truyền âm thanh cho khách, cho bên khán giả nghe, Facebook nghe. Khương cuộc lại làm dấu cái đầu xanh này không xài nha. Không xài, Khương cuộc làm dấu đây. Rồi bây giờ Khương ghim. Khách về khách dựng đứng cái mặt chữ của mình hát vào môi đây. Khương đang chỉnh sẵn âm lượng 60 cho khách nha. Và khách nhớ là mặt chữ này vào môi nha. Mặt chữ này dựng đứng vào môi chứ không phải là hát như micro gia đình là sai chiều mic nha. Hát cầm dựng đứng cái mặt chữ này vào môi, miễn sao cái mặt chữ này vào môi là đúng nha. Rồi Khương test đây. Ca khúc Nhìn đời mà sống, sáng tác ca nhạc sĩ Huy Thái. Và Khương cho khách nhìn lại một lần nữa nè. Ở sau lưng nó có ghi chữ micro thì chúng ta găm micro thôi. Nó có hai lỗ chúng ta găm micro 1, micro 2 gì cũng vẫn được nha. Tiếp theo cái chúng ta nhìn thấy cái chữ phone là chúng ta găm cái tai nghe điện thoại của mình vào hát. Hoặc là cái tai nghe kiểm âm Khương tặng kèm tai nghe lớn nha. Tiếp theo cái chữ light out là chúng ta găm dây clip vào. Chữ light out chúng ta găm đầu màu hồng vào chữ light out. Đầu màu đen còn lại chúng ta găm vào điện thoại mình phát Facebook, trực tiếp Facebook.
đầu màu xanh này không xài nha, khách nhớ kỹ không xài, tôi nói lại là không xài, buộc lại làm dấu. À, chúng ta sẽ dư ra dây này đây, thì chúng ta sau này chúng ta xài cho dây livestream của theo bộ cũng vẫn được nha. Tại cái này sản phẩm Khương tặng kèm nên chúng ta để dành lại cọng dây này nhé. Nên chúng ta về chúng ta thấy là dư dây và có cả chân kẹp mic và tai nghe đây. Đó, có chân kẹp và có tai nghe Khương quay lên đó nha. Khương test cho khách rất là kỹ luôn. Rồi, Khương cảm ơn khách ở khóm 1, phường 1, Sa Đéc, Đồng Tháp rất nhiều đã ủng hộ Khương bộ hát livestream ạ. Cảm ơn khách rất nhiều.